Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 5 vị trí đau khác thường trên cơ thể, cảnh báo căn bệnh ung thư đang kéo đến, hãy nhanh chóng gặp bác sĩ. Dưới đây là 5 vị trí cơn đau cảnh báo bạn nên cẩn trọng và đi khám càng sớm càng tốt. Đau bụng kèm theo hiện tượng nóng ran. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu đau bụng kèm theo hiện tượng nóng ran thì có thể bạn có vấn đề về dạ dày của mình. Những người mắc bệnh loét dạ dày thường có triệu chứng đau bụng đầy hơi, hạ nóng, tiêu hóa kém. Viêm loét dạ dày thường xảy ra ở lớp niêm mạc dạ dày và ruột của bạn. Nhiều người cho rằng nguyên nhân gây bệnh này là do căng thẳng quá mức, nhưng nó lại xuất phát từ vi khuẩn HB. Chính loại vi khuẩn này đã phá hủy lớp niêm dịch của dạ dày, nên bạn cần đi xét nghiệm máu để biết cơ thể có nhiễm loại vi khuẩn này hay không, từ đó có hướng điều trị bệnh kịp thời. Đau khó chịu quanh vùng rốn. Khi thấy cơn đau bụng khó chịu quanh vùng rốn và xuất hiện sau bữa ăn kèm theo hiện tượng đau nhức vai, thì đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh sỏi mật. Nếu bạn đã có con và trên 40 tuổi, thì nguy cơ mắc bệnh sỏi mật lại càng cao. Chính sự tăng vọt của hormone estrogen thường gặp trong thời kỳ mang thai là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Những hạt sỏi tuy nhỏ nhưng có thể hình thành trong túi mật một thời gian dài. Hậu quả là bạn thấy đau bụng nặng nề quanh vùng rốn. Đau ở cổ và vai, vấn đề ở phổi và cơ hoành. Nếu bạn có bị đau đớn liên tục ở cổ và vai, đã đến lúc đi khám bác sĩ để kiểm tra phổi và cơ hoành của bạn. Cơn đau này có thể là kết quả của các vấn đề về hô hấp hoặc dây thần kinh đi từ cột sống đến cơ hoành qua phổi. Đau ở vai hoặc cổ, vấn đề ở gan và túi mật. Các vấn đề với gan hoặc túi mật có thể gây đau ở vai hoặc cổ, và người bệnh thường đổ lỗi cho việc này là do thiếu tập thể dục hoặc dành quá nhiều thời gian trên máy tính. Chính vì vậy, cơn đau do các bộ phận này gây ra rất khó xác định. Bạn cần lắng nghe cơ thể của mình, và nếu cơn đau không biến mất, hãy đi kiểm tra xem sao. Đau ở lưng dưới, bụng, vấn đề ở thận. Khi thận không khỏe mạnh, bạn có thể thấy cơn đau xuất hiện ở toàn bộ dưới lưng, bụng, hông và xương chậu. Những cơn đau ở lưng có thể nhầm lẫn với đau lưng thông thường, nhưng cũng có một vài sự khác biệt. Các vấn đề về thận phổ biến nhất là nhiễm trùng thận và sỏi thận. Các triệu chứng của nhiễm trùng thận bao gồm đau lưng dưới ở một hoặc cả hai bên, có thể tỏa vào háng. Cảm thấy không khỏe, có thể bị bệnh và nôn. Sốt hoặc sốt cao. Nước tiểu có thể có nhiều bọt và có thể có mùi khác thường hoặc có máu. Đi vệ sinh thường xuyên hơn bình thường. Sỏi thận có thể không đau nếu còn nhỏ. Khi to hơn, chúng có thể bị chèn ép trong khung chậu thận hoặc niệu quản. Khi cơ thể cố để chúng ra ngoài, điều này có thể gây ra đau đớn. Nếu cơn đau không biến mất, giải pháp cần thiết nhất là hãy đi khám bác sĩ để kiểm tra xem nó ra sao. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu gặp những cơn đau bụng khác thường như trên đây, có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc phải một căn bệnh nguy hiểm. Bạn tuyệt đối không nên chủ quan bỏ qua, cần khám bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời bạn nhé.